Hello everyone, hello, how are you? Thầy xin chào các bạn nha, hello. How are you today? Hôm nay các bạn thế nào nhỉ? How are you? Các bạn comment nào, how are you Thầy mới cắt tóc à thầy? today? Xin lỗi các bạn nhé, thầy đang để các bạn bật mic, nên là từ từ. Tắt mic cho các bạn á, từ từ. Wait, I will turn on my speaker, okay? Để thầy bật cái ngon thế đó. Hello. Can you hear me? Các bạn nghe thấy nó không nhỉ? Hello. Hello. So did you do the homework? Bạn đang làm bài tập về nhà nhỉ? Các bạn nào làm rồi hãy comment là I did it nào. Hey, please comment I did it. Nếu các bạn đã làm bài tập về nhà, comment đi I did it. Để xem là bạn nào làm nào. Okay, hãy comment đi I did it. Nếu bạn đã làm bài tập về nhà. Ra ra đổi tên nha, ra ra ơi. Ra ra nào. Ok. Hello, hello everyone. Okay, so please comment how old are you? Các bạn bao nhiêu tuổi nhỉ? Các bạn comment nào. How old are you? Okay. Rất nhiều bạn đang minh chiết làm rồi này. I did it, okay. Thầy xin hỏi bạn nào. Wait a second. Tuấn Nam xem nào. Okay. So, did you do the homework, Tuấn Nam? Bạn Tuấn Nam làm bài tập về nhà cho Tuấn Nam nhỉ? Yes, I did it. Yes, okay, cậu lắm nhắc lại theo thầy nào. Yes, I did it. Yes. Yes. I did it. Okay. Really good. Okay. So, tell me, what do you do today? Caleb, nhắc lại cho thầy nào. What do you do today? Nghĩa là hôm nay bạn làm gì? So, what do you do today? Come on. Hôm nay bạn làm gì nhỉ? What do you do today? Tuấn Nam, what do you do today? Hôm nay Tuấn Nam làm gì nhỉ? Today I do my homework and have a dinner with my family. Okay, I do the homework and have dinner with my family. Mình phải cho giọng xuống nha. With my family. Okay, nhắc lại nào. With my family. With my family. Oh, okay, really good. Okay, thank you. You're welcome. You're welcome. Okay, tôi đang đọc dài hơi, cả lớp đọc dài hơi nào. You're welcome. Okay, really good. So, next one. How old is your mom? Mẹ các bạn bao nhiêu tuổi các bạn nhỉ? Các bạn comment xem nào. How, cả lớp nhắc lại cho thầy nào. How old is your mom? Okay, cả lớp comment. My mom is 40, bảo anh. Mẹ bảo anh là 40 này. Ok, Trung Hiếu nào. How old is your mom? She is... How old is your mom? Your mom. Đọc sao? How old is your mom? Ok, my mom is... My mom is 42 years old. 42 years old. Ok, cả lớp nhắc lại cho thầy và Trung Hiếu nào. My mom is... My mom is 42 years old. Mình kéo dài 42 nhé. Lên giọng mà kéo dài. 42 years old. 42 years old. Đúng rồi. Thiện Phú nào, nhắc lại cho thầy nào. Rất là nhiều bạn. Rất là nhiều bạn đã biết nhắc lại cho thầy đấy. Ok. Các bạn ai đồng ý các bạn muốn tiến bộ và muốn nhắc lại cho thầy nào? Các bạn hãy comment I agree xem nào. Hey, please comment I agree. Các bạn comment đi. I agree. Đấy, các bạn phải nhắc lại cho thầy thì mới tiến bộ được. Các bạn nhớ. Okay, thank you. Trung Hiếu, cảm ơn Trung Hiếu nha. Okay, next question. Okay, để thầy hỏi các bạn câu khác nào.
So, what is your favorite holiday? Okay. Bạn nào biết câu hỏi này này thì có thể comment nhá. If you know this question, okay, please comment below. What is your favorite holiday? Nghĩa là cái ngày lễ ưa thích của các bạn là gì? What is your favorite holiday? Okay, bạn nào comment, bạn nào biết câu hỏi nào, comment nào. What is your favorite holiday? Khánh Ngọc nào. What is your favorite holiday? What's your favorite holiday? What is that? What's your favorite holiday? Okay, đáp liền nào. What is your favorite holiday? What is your favorite holiday? Okay, good. Okay, good. What is Bảo Anh, I like summer holiday. Okay, so answer my question. Okay, Khánh Ngọc, Khánh Ngọc trả lời câu hỏi của thầy nào. What is your favorite holiday? Cái ngày ngày lễ ưa thích của Khánh Ngọc là gì? What is your favorite holiday, Khánh Ngọc? My favorite holiday is Tết. Tết, okay, good. Good, cả lớp nhá, nhớ là gì ạ? So when you answer, please say, well, you know, okay? Cả lớp hiểu không nhờ? Ai hiểu thì comment là got it xem nào. Mình sẽ trả lời bắt đầu bằng, well, you know, my favorite holiday is Tết, okay? Rồi, Khánh Ngọc nào, like, thầy xin mời một bạn, xin mời hai anh nào. Hai anh, okay. What is your favorite holiday? Can you talk again, please? Okay, so what is your favorite holiday? My favorite holiday is... Is what? Is Tết, okay? Nhắc lại cũng được. Okay. Hey, hi, are you there? Hi, có đây không nhỉ? Is okay, you can say like summer holiday, okay? Nhắc lại thế nào? My favorite holiday is. My favorite holiday is summer holiday. Summer holiday, okay. Summer. My favorite one is summer holiday, okay? Good, awesome. Okay, next question, okay? Thầy hỏi một câu khác nha. So, do you love traveling? Mình sẽ ôn lại bài cũ nào. Okay, so let's review our lesson, okay? One more time. Do you love traveling? Okay, các bạn đọc lại theo thầy nào. Do you love traveling? Okay, really good. Khoa, okay? Khoa. Nhắc lại theo thầy nào, repeat after me. Do you love traveling? Khoa đâu rồi nhỉ? Hello Khoa. Do you repeat after me? Khoa nhắc lại thế nào? Do you love traveling? Well, I love traveling. Okay, one more time. Okay, mình hít sâu vào nào, cái lớp này. Breathe deeper. Do you love traveling? Nghĩa là bạn có thích đi du lịch không? Đúng rồi, bạn Sơn comment đúng rồi đấy. Do you love traveling? Traveling đến giọng nào? Okay, one more time. Do you love traveling? Okay, good job. Okay. You're welcome. Okay, so answer the question. Bạn trả lời câu hỏi nào. I love traveling because traveling is so fun and relaxing. When I traveling, I can eating new food and make a new friends. Make new friends, okay? Make new friends. Yeah, I can eat delicious food. Okay, delicious dishes. Okay, delicious dishes and make new friends. Okay, cái lớp nhắc lại thôi nào. Make new friends. Okay, Khoa, repeat. Make new friends. Make new friends. Okay, really good. Thank you.
welcome. Did you do the homework, Khoa? Khoa làm bài tập về nhà chưa, Khoa? No. Yes or no? No, I didn't. Okay, you have to do the homework, okay? Okay. Khoa phải, hôm sau phải làm bài tập về nhà đấy nhá, Khoa nhá. Thầy không thấy bài tập về nhà của con. Okay. Các bạn ai hứa với thầy là phải làm bài tập về nhà để mình nhanh tiến bộ nào. Các bạn comment I promise nào. Hey, please comment I promise. Okay. If you want to be successful in the future, okay? Nếu bạn thực sự muốn thành công và muốn muốn có một cuộc sống tuyệt vời trong tương lai thì bây giờ mình phải tập trung vào học tập. Okay? Các bạn vẫy tay một chút nào, nếu các bạn đồng ý nào. Hey, wave your hands everyone. Thế ra thấy muốn các bạn vẫy tay nào. Thiện Phú nào, Thúy Ngân nào, Minh Chiết nào. Ok, đấy. Bảo An, wave your hands. Ok, Trương Minh Sơn đổi tên nào. Đấy. Awesome, ok. Good. Đấy. Thầy thầy tin là lớp mình sẽ có rất là nhiều bạn rất là thành công. I believe that we will have a lot of successful students in our class, ok. Good. Ai muốn học thật là giỏi nào. Muốn học giỏi của lớp, của trường, hoặc là của tỉnh của mình, hoặc là muốn giỏi, muốn top đầu của trường. Đấy thì hãy comment I really want, ok. Please comment I really want, ok. Bạn hãy comment đi. I really want. Ok. Good. So I will teach you, okay? So you'll be really good at English and good at learning other subjects, okay? Thầy sẽ dạy các bạn để các bạn giỏi tiếng Anh và các môn khác nữa. Thì các bạn cứ học theo thầy. Okay. Good. Thầy hỏi câu hỏi tiếp theo nha. What is your plan for tomorrow? Okay. Bạn nào biết câu hỏi thì hãy comment nào. What is your plan for tomorrow? Okay. Khoan ơi, các bạn hãy comment câu hỏi đi. One more time, một lần nữa nào. Xin mời Linh repeat after me. Linh nhắc lại cho thầy nào. What is your plan for tomorrow? Nghĩa là kế hoạch ngày mai của bạn là gì? What is your plan for tomorrow? Plan for... Okay, W nào. Wow. W nhiều các bạn này. What is your plan for tomorrow? Nghĩa là kế hoạch ngày mai của bạn là gì? Okay. What is your plan for tomorrow? Tomorrow. Okay, again. So answer my question. Kế hoạch ngày mai các bạn làm gì nhỉ? Một số bạn này, I go to school, okay? Đúng rồi. Okay, I go camping, yeah. Hải Đăng repeat after me. Hải Đăng answer the question, okay? What's your plan for tomorrow? Hải Đăng trả lời thế nào? Tomorrow I plan is go to school. School, okay, no, like, well, you know. Các bạn phải bắt đầu bằng well, you know nào, các bạn ơi. Các bạn comment đi, well, you know, để các bạn nhớ nào. Okay, hãy comment đi, Ngân Khánh nào, comment đi, Tuệ Nhi, Khánh Bân. Well, you know. Các bạn nhắc lại thầy nào. Well, you know. Hoàng Anh Thư nào, nhắc lại thầy. Repeat out to me, one more time. Well, you know. Tomorrow, Hải Đăng nào, okay. Và nhớ bắt đầu bằng well, you know. Answer again, okay? Hãy đăng nhanh, trả lời nào. What is your plan for tomorrow? Well, you know, this plan for tomorrow, I go to school. Okay, I will go to school. I plan to go to school. Okay, cả lớp nhắc lại nào. I plan to go to school. Okay, good. All right. Next question, okay? Now I go on. Next question, okay? So, let me see. Do you like traveling abroad? Okay, please comment the question, okay? Các bạn comment câu hỏi xem nào. Do you like traveling abroad? Mình nhắc lại thôi nào. Minh Chí nào, repeat. Do you like traveling abroad? Do you like traveling abroad? Okay, breathe deeper and say it longer, okay? Mình chỉ còn nói dài hơn nào. One more time. Do you like traveling abroad?
Do you like traveling abroad? Okay, again. Cả lớp phải hiểu là bây giờ một bạn nói thì cả lớp phải nhắc lại theo. Ai các bạn hiểu không nhỉ? Hay comment lại. Got it xem nào. Bạn có hiểu không nhỉ? Ok. Thế đấy cũng khá là nhiều bạn nhắc lại theo, nhưng một số bạn chưa biết cách nhắc lại theo. Nào. Công Huân nào, Tiến Đức tập trung nhắc lại theo nào. Okay. Got it, đúng rồi. Tự nhiên hiểu. Rồi. Ok. So Minh Chí, answer my question. What is your plan? Okay, sorry. The question is okay, can you repeat the question, Minh Chí? Do you like traveling abroad? Yes, okay. Do you like traveling abroad? Okay. Câu hỏi đấy nghĩa gì nhỉ? Yes. Well, you know, I like traveling abroad. Abroad, nghĩa là du lịch nước ngoài. Why? Mình phải trả lời dài ra nhỉ? Why? Because I can eat delicious food and make a new friends. Make new friends, okay? Không phải make a new friend đâu. Make new friends, okay? Kết new, những người bạn friends. Mới. Kết nhiều bạn mới nha. I can eat delicious dishes. Okay? Nhắc lại theo thầy nào. I can eat. Delicious dishes. Delicious dishes. Okay, really good. And make new friends. And make new friends. Friends. With the S, okay? Make new friends, okay? Good, awesome. Okay, next question, okay? Hỏi tiếp theo nào. Oh, let me see. Tiến Đức, okay? Tiến Đức, repeat after me. Tiến Đức, bạn nào biết câu hỏi nhắc lại cho thầy nào. What do you usually do in the morning? Okay. What do you usually do in the morning? Okay. Có bạn nào biết câu hỏi này không nhỉ? Hãy comment nào. Please comment below the question, okay? Hey, one more time, có lẽ nhắc lại cho thầy một lần nữa để mình nói chuẩn hơn nào. What do you usually do in the morning? What? Nguyên viên Minh Đức đúng rồi. Okay. What your... Okay, what? One more time, một lần nào. What do you usually do in the morning? Nhưng bạn thường làm gì vào buổi sáng nào? What do you usually do in the morning? I wake up in the morning. I wake up in the morning. Good. What else do you do? And brush my teeth. Brush, okay? Âm cuối nào cả lớp này. And brush my teeth. Brush my teeth. Okay, really good. Okay. Yeah, thank you. Thank you. Thì mình sẽ nói là gì ạ? You're welcome. Okay, cả lớp nha. You're welcome. Okay. Are you ready? Các bạn sẵn sàng chưa nhỉ? Các bạn hãy comment I'm ready xem nào. Hey, please comment I'm ready. Hãy comment đi. I'm ready. Mình học nào. Okay. Hey, I'm ready. Xin mời bạn Đặng nào. Repeat after me. Bạn Đặng nhắc lại thầy nào. Are you ready? Cả lớp nhắc lại cho thầy và bạn Đặng nào. Are you ready? Are you ready? Okay, good. Tay các bạn nào. Các bạn cho tay trái nào. Wave your left hand, okay? Wave your left hand. Để làm cho thầy nhá. Are you ready? Are you ready? Đúng rồi. Ready lên nào. Okay. Good. So answer. Yes, I'm ready. Yes, I'm ready. Okay, ready xuống giọng nào. Cả lớp ơi, tay trái nào. Wave your hands, okay? Yes, I'm ready. Yes, I'm ready. Okay, really good. Okay, really good. Okay, đúng rồi đấy. Okay, perfect. Thank you. You're welcome. You're welcome. Okay. Awesome. Đấy, thầy thấy rất là nhiều bạn nói càng ngày càng chuẩn đấy, rất là tuyệt vời. Okay. Rồi mình học phần đầu tiên của ngày hôm nay là phần từ vựng ngọn nha, phát âm và từ vựng. Okay, let's learn the first part of today. Okay, let's go. Mình bắt đầu các bạn nha. All right. So. Okay, so today we learn E sound. Okay, hôm nay mình sẽ học cách phát âm E. Rồi. Những từ gọi âm E. Rồi, E sound, okay? So, listen and repeat. Trước khi học thì thầy vẫn luôn nhắc các bạn là gì?
Các bạn phải làm những điều sau đây, đó là learn English every day, ok? Có nghĩa là các bạn phải học tiếng Anh hàng ngày. Ok. Learn English daily. Cả lớp ghi bài nào. Nhưng một trong những cái nguyên tắc của lớp mình nhá, rules, là nguyên tắc. Ai đồng ý là mình học trong lớp thì mình phải tuân theo những nguyên tắc của lớp nào. Đó là comment I completely. Agree. Ok, có lời comment nào. I completely agree. Ok, I completely agree. Tôi hoàn toàn đồng ý các bạn nha. Tôi hoàn toàn đồng ý. Đồng ý cả hai tay luôn. Ok, I completely agree. Ok, tôi hoàn toàn đồng ý nào. Mình phải có những nguyên tắc để mình làm việc thì các bạn mới cả lớp mới cùng giỏi lên được các bạn nhé. Qua mất sao? I completely agree. Tôi hoàn toàn đồng ý. Ok. So first one, ok. Cái đầu tiên ấy, bạn phải làm gì ạ? Learn 20 new words daily. Học 20 từ vựng hàng ngày các bạn nhá. Learn 20 new words every day. Ok, learn 20 new words daily. Ok. Good. Nghĩa là học 20 từ vựng mới hàng ngày các bạn nhá. Học 20 Ok, learn 20 new words daily. Ok. Ai đồng ý là thì hãy comment là sure xem nào, chắc chắn không? Mấy bạn hãy comment này, sure. Sure, ok, sure. Mà comment nào, sure. Ok, good. Awesome. Rồi các bạn phải ghi lại những cái này và phải làm hàng ngày nhá. Learn 20 new words every day, ok? Cái thứ hai các bạn phải làm để mà giỏi tiếng Anh là gì? Read grammar 3.1, ok? Các bạn phải đọc phần mềm grammar 3.1 các bạn nhé. Các bạn phải đọc phần mềm này ít nhất là 25 phút một ngày. 25 minutes at least. Đọc 25 phút là tối thiểu các bạn nhé. Okay. So you read 25 minutes at least. Okay, nghe tối thiểu là mình phải đọc 25 phút hàng ngày. Ok. Thầy có thể là thầy like trên YouTube một chút nhé, xem có like được không? Tại một số bạn bảo là không vào được. Wait a second, ok. Các bạn comment là wait a second nào. Ok, học tiếng Anh đấy thì thầy sẽ live trên YouTube nhá, cho một số bạn mà không vào được nhá, thầy sẽ live trên YouTube cho các bạn nha. Ai đồng ý nhá, hãy comment I agree xem nào. Ok rồi, thầy sẽ live trên YouTube rồi đấy. Ok, tuyệt vời rồi. Thầy sẽ gửi link cho các bạn nha. So I will send you the link, ok? Wait a second, ok? Để thầy gửi cho các bạn. Các bạn comment lại nào. Wait a second, ok? Thầy sẽ gửi lại cho các bạn. Để cho đảm bảo là các bạn là sẽ tham gia được.
Ok, awesome. Ok, các bạn có thể là lên YouTube mà comment trên YouTube cũng được nha. Đấy, trên YouTube của thầy cũng được. Các bạn có thể lên trên này comment để kênh thêm sôi động. Ok, good. Alright, let's begin, ok? Mình sẽ học tiếp gọn nha. Let's go. Rồi. Quy tắc số 2. Ok, good. Và quy tắc số 3 của hôm nay, các bạn phải nhớ là do the homework. Đấy, các bạn phải làm bài tập về nhà. Làm bài tập về nhà. Do the homework. Ok, do the homework. Rồi, ok. Good. So, let's begin, ok? Mình sẽ học phần từ vựng và phát âm hôm nay các bạn nhé. Let's begin. Ok. So, first one. Listen and repeat. Listen, ok? Nghe và nhắc lại theo nào. Repeat. Nhắc lại theo. Ok, chữ R nhá. Âm R này, chữ R. Các bạn ghi quy tắc phát âm thứ nhất này. Rule number one, ok? Âm R thì phải cho môi nhọn ra. Ok, hoặc là put your lips. Có chữ S nha, hai môi nha. Put your lips forwards. Ok, mình phải cho môi nhọn ra. R, R. Như kiểu mình đang nói chữ U các bạn nhé. Ok. R, R. Ok, repeat. Alright. Cả lớp đọc lại thế này nào. Listen and repeat. Run. Repeat. Ok, all this one. Read. Good. Next one. Clean. Đúng rồi. So, xin mời bạn Dương. Dương nào, repeat. Ok. Listen and repeat. Listen and repeat. Ok. Hít sâu vào nào, Dương ơi. Listen and repeat. Listen and repeat. Repeat. Âm tí nào, repeat. Repeat. Ok, good. Thank you. Good, next one. Tiếp theo nào. Read. Read. Ok, good. Âm y nào. Read. Read. Good, next one. Clean. Clean. Okay, clean. I'm not that clean. Clean. Okay, good. Thank you. You're welcome. You're welcome. Okay, tuyệt vời. Rồi, còn ai hiểu cái quy tắc phát âm này nhỉ? Các bạn nhỉ? Có hiểu không? Do you understand? Hay comment understood xem nào. Comment đi. Understood. Là đã hiểu rồi. Hay comment đi. Understood. Understood. Ok. Ok, really good. Next one, tiếp theo. Read and match. Ok, mình sẽ đọc và nối nào. Read and match. Đọc và nối. Ok, xin mời Gia Gia nào, đọc cho thầy nào. Repeat. Read and match. Okay, read repeat. And match. Okay, match. Match. Okay, âm xe nào. Nó dài, đọc thơ thầy. One more time. Read and match. Read and match. Good. First one. Từ đầu tiên nào. Read. Read. Good. Next one. Teacher. Teacher. Good. Next one. Clean. Clean. Âm y này, âm y dài gọi nhá. It's long y, ok? Đọc hơi dài chút nào. Read. Read. Ok, so you see. Cái dấu hai chấm này gọi này. So make the sound long, ok? Read one more time, một lần nữa nào. Read. Read. Good, next one. Teacher. Teacher. Nó ra ra nào. One more time. Teacher. Teacher. Okay, good, next one. Clean. Clean. Okay, good. Thank you. You're welcome. Rồi, Gia Gia. Gia Gia học tập trung rồi, Gia Gia nhá. Okay, thầy nói thank you.
thì phải nói là you're welcome nha. Rồi, khi nào thầy thank you thì mới tắt mic gọn nha. Rồi, ok. Good. Ok. Bạn nào xong rồi thì là các bạn comment done already, đã xong rồi. Đã xong rồi. Đã rồi. Already. Còn comment là done already thế nào? Hay comment đi. Done already. Alright. Done already. Ok. Done already. Nhà đã xong rồi nha. Done already. Đã xong rồi. Ok. Good job everyone. Rất là tốt nha. Ok. One more time. Done already. Ra ra đổi tên nha. Xin mời Minh Sơn nào. Repeat after me. Minh Sơn nhắc lại cho thầy nào. Done already. Done already. Trên nờ, ngân ở mũi các bạn ơi. Done already. Done already. Okay, good. Okay, thank you. You're welcome. You're welcome, okay. Good, next one. Make the words with E sound, okay? Tạo ra những cái từ với âm E, okay? Make the words, make. Các bạn phải tập trung nói thật là chuẩn vào nhé. Các bạn phải make the words, tạo ra những cái từ with E sound. Make, tạo ra này. Những cái từ với âm y các bạn nhé, words with the s, ok, s thì là những các bạn này, ok, ok các bạn ơi, make the words with e sound, ok, so, thầy xin mời. Khánh Ngọc nào, Khánh Ngọc repeat. Make the words with E sound. Louder, louder, Khánh Ngọc đọc to lên nào. Make the words with E sound. Make the words with E sound. Sound, âm điên của nó, sound. Sound. Good, okay, first one. Clean. Clean. Okay, good. Next one. Read. Read. Good. Thank you. You're welcome. You're welcome. Okay. Hoặc là khi mà thank you ấy, thì các bạn comment có thể comment là diện no big deal, không có gì. No big deal. Okay. Không có nghĩa là không có gì các bạn nha. Không có gì. Còn comment đi nào. No big deal. Okay. Các bạn ơi, comment đi. No big deal. Okay, means không có gì các bạn ạ. No big deal. Okay, nghĩa là không có gì, không sao hết. Bạn comment nào nhỉ? No big deal. Okay, good. Next one, tiếp theo nào. Let's play. Okay, nào cùng chơi. P nào, play. P nào, play, chơi. P thì hai môi mím lại và bật hơi ra. Ok, blow out. Bật hơi ra nhé các bạn nhé. Ok, so play. Play. Ok, good. Hoặc là có âm P khác nào. Còn thử lấy ví dụ những cái từ mà có âm P nào. Please tell us examples of the words which are the words which have letter P, ok? Những âm nào có P nào? Power, really good. Sức mạnh này. Power. Ok. Good. Là pen, cái bút này. Good, hoặc là please. Âm Z các bạn nhé. Please. Âm Z nào. Z, đúng không? Làm ơn. Peach. Really good. Quả đào này. Peach.
Okay. Pick up là đón ai đấy. Đón, đón ở sân bay chẳng, pick up. Okay. Đón, okay, good. Thank you. Hoặc là pink là màu hồng này, pink. Màu hồng. Đấy. Hình như là 95% khi các bạn thấy âm P là hai môi mím lại bật hơi dạ. People đúng rồi. Okay, really good. À, để thầy mời một bạn bắt đọc lại thế này nào. À, xin mời bạn Huỳnh Thị Trúng nào. Repeat after me. Power. Power. Good, nice one. Pain. Pain. Good. Please. Please. Good. Peach. Peach. Good. Pick up. Pick up. Good. Pink. Pink. Good. Awesome. Thank you. You're welcome. You're welcome. Okay. Good. Thanks. Bạn biết là những người mà học giỏi nhất tiếng Anh là gì không? Là những người lại gì có gì? Persistence. Okay. Persistence. Kiên trì các bạn ạ. Một sự kiên trì. Thực sự đáng kinh ngạc các bạn ạ. Okay, các bạn comment đi. Persistent. Okay, persistent. Những người học giỏi hoặc là thành công là những người hết sức kiên trì. Các bạn comment đi. Please comment below. Persistent. Hết sức kiên trì, các bạn phải có thói quen này. Học hàng ngày đều đặn, không bỏ bất cứ một ngày nào. Persistent. Đúng rồi, Thúy Anh. Tiến Nạp. Ok, awesome, tuyệt vời. Mà thầy tin hầu hết các bạn lớp mình đều có cái thói quen này. Đấy là persistent. Persistent, ok. Nghĩa là hết sức kiên trì. Học hành với thầy. Persistent. Ok, really good. Rồi, ok, thank you. Good, so read with me, ok. Xin bạn Hằng nào, đọc theo thầy nào. Repeat. Teach. Ok, đọc lại theo thầy nha. Teach. T. Âm xe nào, teach. Teach. Cả lớp đọc lại theo thầy nào, cả lớp ơi. Clean. Clean. Ok, không phải clean đâu. Clean, đọc liền lại mà. Clean. Clean. Good. Read. 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 Good, ok, nghĩa là đọc nha. Ok, good. Thank you. You're welcome. You're welcome. Đọc lại ra. Rồi, tuyệt vời. Thank you. Ok, next one. Listen and read, ok. Teacher, teacher. Read to me, please. Bạn uống nước nào. Drink water, everyone. Please drink water. Teacher là giáo viên này. Đọc cho tôi. Read to me. Please. Đọc cho tôi. Làm ơn. The story of the bee. Các bạn thử nhắc lại thầy nhé. The story. Câu chuyện của chú ong. Câu chuyện của chú ong. Who is cleaning the teeth? Cái người mà cleaning đang làm sạch the teeth. Người mà đang làm sạch này. Cái răng này. Ok. Good. So xin mời Minh Chí nào. Repeat after me. Minh Chí. Đọc lại thôi. Teacher, teacher. Teacher, teacher. Ok. Đọc dài ra. Make it longer. Teacher, teacher, lớp nào? Teacher, teacher. Teacher, teacher. Good. Read to me, please. Read to me, please. Chị Pina, please. Please. The story of the bee. The story of the bee. Of, âm V, of. Of the bee. The bee.
the bee. Good. Who is cleaning the teeth? Who is cleaning the teeth? Okay, good. Thank you. You're welcome. You're welcome. Okay, good. Rồi, awesome. Còn nó comment awesome thế nào? Thầy thấy các bạn tiến bộ rất là tuyệt vời. Awesome. Tuyệt vời. Thầy thấy lớp mình rất là tuyệt vời. Tiến bộ rất là nhanh. Các bạn comment awesome thế nào? Hey, please comment awesome. Okay. Cùng chúc mừng cả lớp nào. Awesome. Là tuyệt vời. Nếu thật là chăm chỉ như vậy thì chắc chắn các bạn sẽ tiến bộ rất là nhanh. I'm sure that you will be really good at English. Okay. Và cũng sẽ rất là nhiều bạn sẽ đi học và làm việc. Study and work up. Abroad like me. Study and work abroad. Học tập và làm việc ở nước ngoài các bạn nhá. Học tập này. Và làm việc. Đấy, abroad là nước ngoài. Okay, repeat after me. Các lớp nhắc lại thôi nào. Study and work abroad. Anh repeat after me. Study and work abroad. Study and work abroad. 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 Good, okay. Good. Ai muốn học tập và làm việc ở nước ngoài như thầy nào? Hãy comment. I really want to know. I really. Hãy từ really luôn. I really, really want. I muốn được học tập và làm việc ở nước ngoài. Bạn comment đi. I really, really want. Okay. Còn không vui lòng không spam nha. Bạn boost này. Bạn có hình mặt cười nha. Không là sẽ bị kích ra đấy. Okay. I really, really want. Okay. Chúng hiểu repeat after me. I really, really, really want. I really, really, really want. Okay, children, put your lips forward and blow out. I really, really want. I really, really want. Well, okay, really good. Awesome. Okay, Trung Hiếu. Thank you. You're welcome. Okay, good. Next one. Tiếp theo. Let's talk, okay? Let's talk. Nào, cùng nói nào. Let's talk. Read unit 9, please. Okay, đọc cái bài 9. Okay, làm ơn. Complete the sentences, okay, nghĩa là hoàn thành những cái câu nào. Complete the sentences, hoàn thành những cái câu, hoàn thành những câu gọi nhỉ. Complete the sentences, những câu. Okay, cả lớp ơi, repeat after me. Complete the sentences. Okay, the first one. Câu đầu tiên nào. My teacher reads to me. Okay, đấy, mình sẽ có những từ là teaches. Okay, reads and cleans. Okay, thì my teacher reads. Okay, đọc cho tôi. Okay, đây. Đây, đang đọc các bạn này. Nó là gì ạ? I clean my teeth. Okay. My là của tôi nha. My means của tôi. My các bạn nào. Mở hơi ở mũi nào. My teacher, giáo viên này. Read, đọc cho tôi. Okay. Chứ mở âm M các bạn nhớ ngắt ở mũi nào. Bạn ghi lại nào. Âm M. Em in and trong tiếng Anh có ba âm này thôi các bạn nhá, là ngân ở mũi. Ok, mình chết nhà nhưng biết không, không spam nhá. Hải Nam cũng không spam nhá. Ok, là thầy sẽ bị cho ra ngoài đấy. Ok, cả lớp này. My teacher reads to me, như là giáo viên của tôi đọc cho tôi, là các âm ngân ở mũi. Trong tiếng Anh thì chỉ duy nhất ba âm này là ngân ở mũi các bạn nhá. Tức là có hơi ở mũi ra. And so you have some air. Okay, out. Goes out of
Your nose, okay. Đấy, như là có không khí đi ra khỏi ngoài mũi. Okay, air goes out of your nose. Okay, nghĩa là hơi ra khỏi mũi này. Wait a second. Bạn chào chứ nhỉ? Of your nose. Okay. Tiếng Đức nào? Repeat after me. Mơ nào? Không đọc mai, đối xem mai. Mai. Hơi muốn nào? Mai. Okay. Mai. Teacher. Teacher. Read to me. Read to me. To me, mơ nào? Me. Me. Okay, good. Next one. Tiếp theo nào? I clean my teeth. Tôi làm sạch răng của tôi. Okay, thank you, tiếng Đức. You're welcome. Rồi, really good. Next one. Linh, repeat after me. I clean my teeth. Tôi làm sạch răng của tôi nào. Linh, repeat after me. Bạn Linh nhắc lại cho thầy cùng lớp nào. Lớp này nhắc lại cho thầy nào. I clean my teeth. Bạn Khoa nào. Khoa đọc lại cho thầy vào cả lớp nào. Repeat. I clean my teeth. I clean my teeth. Okay, really good. One more time. I clean my teeth. I clean my teeth. Okay, good. Thank you. You're welcome. You're welcome. Okay, good. Okay, next one. Tiếp theo. Let's sing, okay? Nào cùng hát nào. This is the way we clean our teeth. Okay, sing là hát này. Bạn nhớ không? Sing, ngân ở mũi nào, sing. Hát này. This is the way. Cái cách. This is, nó lúc lại thế nào? This is the way. Đây là cái cách. We clean our teeth, okay? Chúng ta làm sạch răng. Clean our teeth. Clean our teeth. This is the way we clean our teeth. Okay. This is, nghĩa là đây là. Rồi. Please, Tuấn Nam nào. Repeat after me. Tuấn Nam, nhắc lại thầy. Tuấn Nam. Repeat. This is the way we clean our teeth. This is the way we clean our teeth. Không phải our, our. Our. Teeth. Thief. Okay, good. Clean our teeth. Clean our teeth. Teeth. Okay, TH nào. TH. You put your tongue between your teeth and you blow out. TH phải để lưỡi giữa hai răng mình thổi ra nào. Clean our teeth. Clean our teeth. Okay, good. Thank you. You're welcome. You're welcome. Dài ra nào. Make it so long. Okay. On a call. Okay. Good. Đó là lại thế này. On a call. Nghĩa là vào một buổi call morning là lạnh này. Vào call là means lạnh này. And frosty. Và frosty là băng giá các bạn nhé. Frosty morning. For example, it's frosty in a Mosel mountain. Trên đỉnh Mẫu Sơn là nó băng giá các bạn nhé. Là băng giá này. Okay, Mẫu Sơn Mountain is frosty on Mẫu Sơn Mountain, okay. Bạn đã bao giờ đến đỉnh Mẫu Sơn chưa thì mình nói như nào? Bạn có biết câu này không? Bạn dịch cho thầy nào. Bạn đã bao giờ đến Mẫu Sơn chưa? Đến đỉnh Mẫu Sơn. Bạn đã bao giờ have you ever been to chấm chấm chấm. Chả mình điền là gì ạ? Mẫu Sơn Mountain. Have you ever been to Mẫu Sơn Mountain before? Okay. Have you ever? Okay.
bạn đã từng đến đỉnh Mẫu Sơn, đỉnh núi gọi nhé. Okay, have you ever been to Mẫu Sơn Mountain before? Okay, lặp nhắc lại cho thầy nào. Have you ever been to Mẫu Sơn Mountain before? Okay, thầy xin mời Minh Châu nào. Minh Châu đọc lại cho thầy nào. Repeat. Have you ever? Okay, repeat after me. Lặp nhắc lại cho thầy nào. Have you ever? Good. Been to Mẫu Sơn Mountain before? Xin mời bảo anh nào. Repeat after me. Have you ever? Have you ever? Been to Mẫu Sơn Mountain before? Been to Mẫu Sơn Mountain before? Before. Before. Okay, good. Okay, thank you. You're welcome. You're, okay, good. Have you ever been to Mẫu Sơn Mountain before? Mountain thì mình sẽ dài ra. Before thì mình xuống giọng luôn nha. Ok, xuống giọng này. Ok, good. Lặp nhắc lại cho thầy nào. Này, bảo anh repeat out to me one more time. Bảo anh một lần nữa. Have you ever? Have you ever? Been to Mẫu Sơn Mountain before? Been to Mẫu Sơn Mountain before? Okay, good. Awesome. Thank you. You are welcome. Okay, you're welcome. Okay, good. Thank you. Okay, so that's it for this part. Okay, don't comment on that's it. No, that's it. Okay, that's it. Okay, nghĩa là that's it. Hết rồi. Okay, cái phần này đến là kết thúc các bạn nhé. Và mình sẽ nghỉ giải lao một chút. Okay, so don't comment on that's it. No, and we are going to take a break. Take a short break. Okay. Repeat out to me. Dương nhắc lại cho thầy nào. Repeat. Take a short break. Okay. Nghỉ giải lao một chút. Okay. Take a short break. Okay. Take a short break. Short. Short. Break. Break. Okay. Là ngắn này. Giải lao. Thank you. You're welcome. You're welcome. Dài ra nào. You're welcome. Okay, good. Các lớp cùng nghỉ giải lao một chút nha các bạn nha. Rồi mình sẽ học phần tiếp theo. Okay, let's take a short break. Okay, let's go. Và các lớp nhớ là gì? Có coi một câu nữa nào. Never give up. Thế ra thích tinh thần của lớp mình đấy là không bao giờ từ bỏ. Còn kiên trì tới cùng. Bạn nhá. Hãy kiên trì tới cùng. Okay. Always. Never give up, không bao giờ từ bỏ gọn nha. Đấy, cảm ơn mày. Never give up. Everyone, never give up. Ok, rất tuyệt vời nha. Thank you. Ok, let's take a break, ok. Và mình sẽ nghỉ giải lao một chút nào. Take a short break.